Bài đầu tiên cô trao đổi với các em là bài suy dưỡng protein năng lượng ở trẻ em. Thì chúng ta được biết là từ rất lâu rồi thì cái tình trạng suy dưỡng là nó là một trong những cái tình trạng mà đáng quan tâm nhất đối với cả trẻ em. Bởi vì nó cái hệ quả của cái suy dưỡng nó rất là trầm trọng. Nó gây ra những cái bệnh lý nhiễm trùng làm cho đứa trẻ nó chậm phát triển cả về thể chất và cả cái sự trí tuệ nữa. Đồng thời thì khi đứa trẻ mắc nhiều bệnh như vậy thì nó cái nguyên nhân cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Nó là những là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em những năm trước đây. Tuy nhiên thì nhờ vào chương trình phòng chống suy dưỡng thì cái tỷ lệ mà suy dưỡng đã được giảm một cách đáng kể ở Việt Nam, đặc biệt là ở những cái thành phố mà có cái mức phát triển về kinh tế xã hội tốt ấy, thì cái tỷ lệ này giảm rất là nhanh. Ví dụ như là Nẵng chẳng hạn thì cũng là một trong những cái thành phố mà cái tỷ lệ suy dưỡng đang giảm dần. Thì cái điều trị phát hiện và dự phòng sớm suy dưỡng hoặc là điều trị những trường hợp suy dưỡng nặng, suy dưỡng nhẹ thì nó dễ dàng và nó có thể thực hiện ở tại nhà, tại cộng đồng. Tuy nhiên thì khi mà đứa trẻ mà bị suy dưỡng nặng mà phải vào nằm viện thì cái thời gian điều trị cũng giống như là cái sự phục hồi của đứa trẻ nó rất là khó khăn, bởi vì là đứa trẻ nó có rất là nhiều cái hệ quả của cái suy dưỡng, ví dụ như là biếng ăn, ví dụ như nhiễm trùng chẳng hạn. Thì cái việc mà điều trị suy dưỡng nó gây rất là phức tạp và tốn kém. Đây là những cái hình ảnh của chương trình phòng chống suy dưỡng ở cộng đồng đã thực hiện từ những năm 90 và bây giờ vẫn đang còn tiếp tục. Tuy nhiên thì cái chương trình suy dưỡng phòng chống suy dưỡng này là những năm gần đây thì nó chủ yếu tập trung vào những khu vực miền núi hoặc là những vùng sâu vùng xa, còn ở các thành phố lớn thì không còn là phổ biến như trước đây nữa, mà nó chỉ có tập trung vào một vài cái khu vực nào đó đặc biệt của thành phố thôi. Đây cái hình ảnh này các em nhìn thấy ở trên màn, đó là một cái bếp ăn mẫu có con nhỏ thì sử dụng các cái thực phẩm sẵn có ở địa phương để thực hiện một cái bữa ăn cho nó đủ chất cho trẻ. Là thịt cá tôm cua có sẵn ở địa phương mình chứ không cần phải sử dụng những cái thức ăn mà cao lương mỹ vị. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là phải thức ăn thật là đắt tiền thì đứa trẻ nó mới phát triển tốt. Ví dụ như bây giờ các bà mẹ đang có xu hướng là cho đứa trẻ ăn yến, uống yến chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì nếu như mà thay vì là cho đứa trẻ ăn yến như vậy thì mình cho đứa trẻ nó ăn những cái cá, ví dụ như cá mờm chẳng hạn, nó lại là bổ cho đứa trẻ và nó đủ chất hơn và nó cũng không có khó khăn gì cho bà mẹ trong cái việc tìm kiếm các thực phẩm đó. Đây là hình ảnh mà giáo dục tại nhà, một trong những dinh dưỡng thì các cộng tác viên đến từ nhà, bà mẹ có con nhỏ hoặc là bà mẹ mang thai, đối tượng thể. Còn như hồi nãy cái hình ảnh hồi nãy chúng ta thấy ấy, đó là hoạt động nhóm thì nó là một cái nhóm đối tượng có con nhỏ thôi, còn đây là trên từng đối tượng cụ thể một và từng đứa trẻ cụ thể với các bà mẹ, những cái khó khăn của bà mẹ để mà giải quyết, giúp cho bà mẹ giải quyết các cái khó khăn của mình để giúp cho cái việc phát triển dinh dưỡng của đứa trẻ nó được tốt. Bà mẹ mang thai còn cũng là đến thăm ở trong hộ gia đình đây. Tương đối là uống vitamin A để phòng chống các bệnh lý viêm mắt. Thì tại Việt Nam thì các em nhìn thấy số này, năm 1985 tỷ lệ suy dưỡng tại Việt Nam là 51,5. Suy dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi thì được giảm rất là mạnh và trung bình là mỗi năm giảm 1,5%. Và đến năm 2016 thì cái tỷ lệ suy dưỡng của đứa trẻ ở cái thể mà theo tuổi đó
thì cái tỷ lệ này rất là ngoạn mục. Chính vì ra tỷ lệ mà suy dưỡng thấp kèo còi, tức là tỷ lệ mà cái chiều cao theo tuổi của đứa trẻ không đạt yêu cầu trừ 2D đó, thì cũng giảm 2000, mà đến năm 2016 là còn 24%. Tuy nhiên thì các em nhìn thấy này, so với cái tỷ lệ mà suy dưỡng thể nhẹ cân thì nó mạnh trong đó, thì tỷ lệ mà suy dưỡng thể thấp còi 28 tỉnh có tỷ lệ suy dưỡng thể thấp còi cao hơn mức trung bình của cả nước, trong đó có tỷ lệ là 100%. Như vậy thì cái trong thời gian tới mình phải tăng cái chiều cao của đứa trẻ, tỷ lệ suy dưỡng thấp còi xuống nhiều hơn là so với lại cái việc mà tăng cân nặng cho mình. Đồng thời với cái việc là giảm em nghe chưa? Được chưa em? Dạ được rồi cô. Và giảm tỷ lệ suy dưỡng thì tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ 5 tuổi cũng tăng lên. Đặc biệt là các cái thành phố thì cái tỷ lệ mà béo phì thì cao với lại các cái vùng nông thôn. Vì sao mà tỷ lệ nữa thì chúng ta sẽ trong cái bài béo phì thì chúng ta sẽ nói thêm cái phần này. Mục tiêu chiến lược đề ra ở năm 2020 cái hình ảnh này là các em thấy cái diễn biến của tình hình suy dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc. Đó là cái thể nhẹ cân theo tuổi, cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi. Thế này, đây, năm 2000 tỷ lệ mà nhẹ cân theo tuổi là 33,8%, và đến năm 2007 thì tỷ lệ này là 21,2%. Trong khi đó thì cái tỷ lệ thấp còi thì từ 36,5 và 33,9, tức là nó giảm rất là chậm. Năm đầu thì nó giảm nhanh hơn này, sau đó thì cái tỷ lệ này nó lại tăng lên. 2008-2015 thì cái tỷ lệ mà suy dưỡng thấp còi xuống giảm nhanh hơn so với lại cái tỷ lệ nhẹ cân. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là khi mà cái phân sát cái ngưỡng rồi ấy, thì cái tỷ lệ mà này, và cái việc mà tăng cái tăng cân nặng của đứa trẻ ấy, thì nó khó khăn hơn. Là khi mà đứa trẻ suy dưỡng nặng thì mình khi mà mình tăng cân nó sẽ nhanh hơn, khi mà nó đã gần sát với lại cái chuẩn rồi đó, thì cái việc mà giảm xuống tăng cái cân nặng lên đó, thì nó sẽ thì tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp, tức là cân nặng dưới 2.500 gram lúc mà đứa trẻ sinh ra ấy, năm 2009 là 12.5% và năm 2015 là 8.2%. Chúng ta không nhận thấy cái sự khác biệt rõ ràng về cái tỷ lệ suy dưỡng. Yeah. Tỷ lệ suy dưỡng ở cả hai giới thì đều ngang nhau. Alo. Cô ơi, hình như mic của cô có vấn đề, cô mình nghe một nó nghe nó có nhiều tông đấy cô. Cô sửa lại cái đầu kết nối với lại chỗ máy tính thử cô. Nghe chưa em? Alo. 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 Dạ cô giải thích đi cô. Để mới biết được là nó được hay không cô. Cô nói một câu là nó sẽ có nhiều tông. Giảm tiếng xuống hả? Dạ không ạ. Thế là cô nói một câu là có lúc nó sẽ giảm tiếng xuống, có lúc nó sẽ tăng lên. Dạ. À cái câu không nó không được đều hả? Nhìn được rồi đó cô. Rồi. Thì người ta nhận thấy ở Việt Nam không có sự khác biệt rõ ràng về giới về mức độ suy dưỡng, tức là ở cả hai giới thì cái tỷ lệ suy dưỡng nó tương đương nhau và cũng không có
và nó có cái sự khác biệt về cái phân bố tỷ lệ dinh dưỡng ở các vùng sinh thái như hồi nãy đã nói rồi. Tức là ở những cái vùng miền núi hoặc vùng nông thôn thì cái tỷ lệ dinh dưỡng sẽ cao hơn so với lại các vùng đồng bằng hoặc là thành phố. Ở ngay cả trong một gia đình, trong khi đó thì đứa thì nó sẽ bị suy dinh hoặc là nhẹ cân. Thì đây là hình ảnh của hai anh em trong cùng một gia đình, thì em thì thừa cân béo phì, trong khi đấy anh thì anh này thì có vẻ nhẹ cân thôi, chứ còn suy dưỡng thì cũng không đến mức độ. Thì cái này nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Thì ví dụ như một đứa trẻ mà nó nhẹ cân hoặc là suy dưỡng thì nó có xu hướng là nó không thích ăn. Thì trong khi đó thì cái anh mà thừa cân béo phì này thì anh lại ăn tạp, cái gì cũng muốn ăn hết. Thì cái anh này anh sẽ hoặc sao chẳng hạn, anh là cứ đút cho anh này cứ thế ăn. Dưỡng đó, chính vì vậy cho nên là nếu mà hai anh em trong một gia đình mà một anh mà suy dưỡng, một anh mà thừa cân, thì thực sự là đấy là một cái khó khăn cho gia đình đó trong cái việc mà điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng cho cả hai đứa. Nhóm tuổi mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là từ 6 đến 24 tháng. Sở dĩ cái nhóm tuổi này bị ảnh hưởng nhiều, cái tuổi này các em biết là cái tuổi mà bắt đầu cho việc ăn dặm này, rồi bắt đầu cho cái việc mà đi học. Rồi theo các em chờ gì để cô thử thay cái mic thử. Alo, nghe rõ đấy cô. Được rồi em hả? Dạ. Dạ. Thank you. Cái nhóm tuổi mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là từ 6 đến 24 tháng. Thì sở dĩ cái nhóm này bị ảnh hưởng thì như lúc nãy cũng đã nói, tức là cái nhóm tuổi này là bắt đầu vào tuổi ăn dặm. Và cái nhóm tuổi này á, là nó cái sức đề kháng của đứa trẻ nó cũng giảm dần do những cái kháng thể từ mẹ truyền sang nó giảm. Vì vậy cho đứa trẻ nó cũng dễ mắc bệnh hơn. Và việc thay đổi môi trường từ gia đình để đi học, thì cái thay đổi môi trường đấy cũng là ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của đứa trẻ, rồi đứa trẻ nó dễ bị bệnh hơn. Chính vì vậy cho nên nếu như trong giai đoạn này mà mình chăm sóc không tốt, không có biết cách mà để bổ sung dinh dưỡng ở những cái thời điểm mà đứa trẻ biếng ăn hoặc là bị bệnh, thì rất dễ bị rơi vào tình trạng dinh dưỡng. Và khi mà ở cái lứa tuổi này, các em biết là giai đoạn gọi là giai đoạn vàng trong cái việc mà phát triển về chiều cao, thế thì trưởng thành nhất là cái thể mà thấp còi ấy, thì cái chiều cao của lứa tuổi trưởng thành
nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và những cái bệnh lý mà hay gặp ở đứa trẻ suy dưỡng đó là tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. Không có một đứa trẻ nào mà trong cái giai đoạn này mà không bị một lần bị viêm viêm mũi, viêm phổi thì có thể là có hoặc không, nhưng mà sổ mũi này, rồi nghẹt mũi này, rồi tiêu chảy vân vân thì rất là hay gặp, không phải là một lần mà có thể vài lần nếu như mà cái vệ sinh không tốt hoặc là sức đề kháng của đứa trẻ nó kém. Số cho các em thấy về cái tỷ lệ suy dưỡng của Đà Nẵng năm 2010 là 7,8%, và suy dưỡng thì theo chiều cao là 19,9, nhưng mà đến năm 2017 13,2, tức là so với lại các cái thành phố khác. Đây, có cái bảng tiếp theo các em nhìn đây, 3,4. Đó, đồng bằng sông Hồng, tức là dùng vùng đồng bằng ở bên Bắc là 11,2. Đấy, nhưng mà Đà Nẵng là 3,6, còn ở Tây Nguyên là 20,8, và mà số của Long là 11,6. Thấy trên cái bảng này là những cái thể mà thể suy dưỡng, thể còi, thể gầy còm, thừa cân béo phì, thì nó đều có cái sự kiện với nhau. Dinh dưỡng thì cái nguyên nhân mà gây suy dưỡng đương nhiên tôi thường hay nói với cả phụ huynh của các em bé mà bị suy dưỡng ấy, giống như chúng ta làm nhà vậy. Nếu như chúng ta làm nhà mà chúng ta không có nguyên vật liệu thì chúng ta không thể xây được cái nhà, thì giống như cơ thể chúng ta vậy thôi. Nếu như chúng ta không có dinh dưỡng thì cho dù uống bao nhiêu loại thuốc đi chăng nữa thì đứa trẻ nó vẫn không thể nào mà tăng cân được, hay không thể phát triển về chiều cao được. Có nhiều bà mẹ bảo cháu rất là biếng ăn, nó không chịu ăn gì hết, thế thì làm sao mà bác cho cái thuốc gì mà để cho nó ăn tốt hơn? Chẳng có một cái thuốc gì mà có thể làm cho đứa trẻ đó ăn tốt hơn ngay lập tức được. Nếu như những cái thuốc đó làm cho đứa trẻ ăn tốt thì khi mà dừng thuốc thì lập tức là nó sẽ trở lại như cũ, và đứa trẻ lại biếng ăn trở lại liền. Vậy cho nên là ngay cả khi đứa trẻ biếng ăn, đứa trẻ ăn rất là kém đi chăng nữa thì cái việc mà dinh dưỡng cho đứa trẻ là quan trọng nhất. Ngay cả khi mà đứa trẻ nó lên cân đi, điều trị cho đứa trẻ nó đủ về dinh dưỡng, nó lên cân, chưa chắc cái cảm giác thèm ăn nó đã có lại ngay. Đó, chính vì vậy cho nên là không phải là chờ đến lúc mà đứa trẻ nó thèm ăn, lúc đấy chúng ta mới cho ăn, mà chúng ta phải phát hiện sớm cái tình trạng mà biếng ăn của đứa trẻ để mà can thiệp kịp thời. Nếu trong cái dinh dưỡng đó là không đúng cách, là như hồi nãy nói đó, là các bà mẹ cứ nghĩ là phải chờ cho đứa trẻ nó phải ăn ngon rồi ăn hết miếng ăn thì lúc đấy mới bổ sung dinh dưỡng là không đúng. Chúng ta phải bổ sung từ sớm. Và giờ vẫn có cái tình trạng là khi đứa trẻ bị tiêu chảy thì các bà mẹ rất là sợ cho trẻ ăn, và cho trẻ ăn cháo muối hoặc là cho không cho trẻ ăn luôn. Đó, thì cái đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến là suy dưỡng ở đứa trẻ. Tốt đó là gì? Do bà mẹ thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức này thì mặc dù là dân thành phố có thể tiếp cận thông tin tốt hơn, nhưng mà không phải là lúc nào kiến thức của các bà mẹ ở thành phố nó cũng đúng hết. Vì chính vì là quá nhiều thông tin, quá nhiều cái kênh thông tin, mà nếu như chúng ta không biết lựa chọn thông tin thì chúng ta vẫn thiếu như thường. Nguyên nhân thứ hai đó là nhiễm khuẩn. Thì nhiễm khuẩn này có thể là tiên phát hoặc là tứ phát. Khuẩn tiên phát là sau những cái bệnh lý nặng thì đứa trẻ nó khi một cái tình trạng là biếng ăn kéo dài này, hoặc là bị tổn thương ở đường ruột kéo dài này, tiêu chảy này, rồi là cái gọi là tiêu chảy kéo dài này,
rồi là nếu như mà bị các cái bệnh lý sao rất là khó phát hiện ạ, thì những cái đó làm cho đứa trẻ nó một cái nguyên nhân. Ngay cả khi mà đứa trẻ bị nhiễm trùng á, tức là cái sự tiêu hao năng lượng của đứa trẻ nó sẽ tăng lên, mà nếu như chúng ta không bổ sung thì đứa trẻ nó vẫn thiếu. Bị suy dưỡng thì cái tình trạng cái khả năng đề kháng của đứa trẻ nó giảm xuống và đứa trẻ nó dễ bị mắc nhiễm trùng hơn. Thì đó là một cái vòng suy dưỡng thì dễ bị nhiễm trùng, và nhiễm trùng thì làm cho cái tình trạng suy dưỡng nó nặng hơn. Nó là một cái vòng xoắn bệnh lý. Nguyên nhân khác, ví dụ như là các cái bệnh lý bẩm sinh như là tim bẩm sinh chẳng hạn, hay là sứt môi ở ấm ếch, hoặc là hẹp phì đại môn vị, cái đứa trẻ nó nôn thường xuyên thì nó cũng bị mất các cái chất dinh dưỡng. Hay đứa trẻ bị sứt môi hở ấm ếch mà nếu như bà mẹ bà không được tư vấn tốt trong cái việc mà nuôi dưỡng trẻ không cứu được, nó cũng bị tim bẩm sinh thì có những cái thể bệnh nó làm cho đứa trẻ nó bị nhiễm trùng phổi kéo dài hoặc là chậm tăng trưởng về thể chất, thì những cái này cũng làm cho đứa trẻ nó suy dưỡng. Thực tế thì có suy dưỡng nặng ở trẻ em á thì nó ít gặp hơn. Thì khi mà đứa trẻ bị suy dưỡng nặng thì đa phần nó hay kết hợp với những các cái bệnh lý bẩm sinh thì nó dẫn đến là bị suy dưỡng nặng. Đấy. Còn chủ yếu thì vẫn là suy dưỡng do thiếu về dinh dưỡng. Nguy cơ của suy dưỡng, thứ nhất là về nguy cơ về xã hội. Đầu tiên là phải nói về cái việc mà toàn cầu hóa thì có yếu tố nguy cơ về bất bình đẳng gây khó khăn cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, kể cả những thách thức liên quan đến lương thực thực phẩm. Thì cái việc mà toàn cầu hóa này, Việt Nam bây giờ nó đang được chuyển dần sang là những cái nước mà phát triển mạnh, nó không còn phải là những cái nước mình vẫn là nước đang phát triển, nhưng mà nó gọi là đỉnh của các cái nước đang phát triển rồi. Thì cái việc mà hỗ trợ về kinh tế của các cái tổ chức mà ở trên thế giới ấy, thì đối với Việt Nam là nó đã giảm dần rồi, cho nên là đó cũng là một cái khó khăn cho Việt Nam trong cái việc là tự cung tự cấp, tự đối phó với lại các cái vùng miền mà có suy dưỡng đó. Mình phải hỗ trợ cho các cái vùng miền đó. Trước đây thì có rất là nhiều cái tổ chức ở trên thế giới họ giúp đỡ mình trong cái việc mà hỗ trợ về giáo dục sức khỏe này, hay hỗ trợ về dinh dưỡng cho các cái vùng mà có tỷ lệ suy dưỡng cao. Nhưng bây giờ các em thấy đã tỷ lệ suy dưỡng thì đang có xu hướng giảm rất là nhiều, thì người ta sẽ dồn những cái viện trợ đó, giúp đỡ đó cho những cái đất nước mà còn khó khăn hơn. Cái thứ hai tức là cái việc mà đô thị hóa ở trên diện rộng thì nó nảy sinh rất nhiều cái vấn đề về mặt xã hội, về sản xuất cũng như về môi trường sinh thái, sẽ làm tăng cái phân hóa giàu nghèo, giảm cái diện tích canh tác của nông dân, thay đổi cái lối sống và cách ăn uống truyền thống, rồi là các cái thực phẩm ăn nhanh cũng như là thực phẩm chế biến sẵn là rất là nhiều. Thì cái việc mà anh lấy Đà Nẵng làm ví dụ chẳng hạn, thì trước đây Đà Nẵng có một tỷ lệ rất lớn dân cư ở Đà Nẵng họ sống bằng nghề nông. Tuy nhiên thì cái việc mà đô thị hóa thì sẽ làm giảm các cái đồng ruộng xuống. Thì khi ở những cái người nông dân đấy họ chỉ biết là làm nông thôi, thì bây giờ không có đồng ruộng nữa thì họ sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà sinh sống của họ. Đó. Thì đồng thời với việc đó thì cái việc biến những cái đất ruộng thành đất ở thì sẽ phát sinh ra những cái đối tượng mà đầu cơ về đất này, rồi những cái buôn bán bất động sản chẳng hạn. Thì những cái người đó thì họ lại giàu lên rất là nhanh, trong khi đó thì những người nông dân thì họ không còn đất sinh sống nữa thì họ lại nghèo đi rất là nhanh. Đó là cái sự phân hóa về giàu nghèo. Đồng thời thì các em biết là nếu như mà trước đây thì họ có thể là đất ở của họ
đất vườn, đất ruộng của họ, họ có thể tự cung tự cấp, họ có thể tự nuôi sống bản thân được và gia đình được. Nhưng bây giờ họ không có những cái đất đó để họ canh tác, thì họ bắt buộc họ phải đi mua, đúng không? Thế thì cái tiền, gọi là cái công việc mà làm từ làm nông mà họ đi ra làm công việc khác, thì đa phần thì những người đó họ làm công nhân là chính. Thế thì công nhân thì lương thấp, trong khi đó họ phải lấy cái đồng tiền đó để họ đi mua thực phẩm, đi mua thức ăn, thì nó cũng là ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc sống của họ. Thế rồi những cái thực phẩm ăn nhanh sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có. Rồi các em học sinh thì lại cái việc mà học hành của các em nó rất là nặng, các em phải đi học rất là nhiều cua, nhiều lớp, và các cái lớp nó xích nhau. Thì cái việc mà học nhiều cua, nhiều lớp như vậy á, thì sẽ làm cho đứa trẻ đó không có thời gian để ăn uống một cách đàng hoàng. Thì nó sẽ phải ăn các thực phẩm ăn nhanh thôi. Đương nhiên, các thực phẩm ăn nhanh, thì các thực phẩm ăn nhanh thì nó là những cái thức ăn mà gọi là có năng lượng, có những cái thực phẩm là năng lượng rỗng, ví dụ như các loại bánh kẹo chẳng hạn là năng lượng rỗng. Có nghĩa là gì? Nó có năng lượng đó nhưng mà nó lại không đủ chất, nó chỉ cung cấp về năng lượng, ví dụ đường, bột thôi. Đấy, hay là có các cái thực phẩm mà nó quá nhiều chất béo, nhiều dầu mỡ, ví dụ hamburger chẳng hạn, hay là gà KFC chẳng hạn, thì nhiều chất béo, nhiều dầu mỡ như vậy thì nó sẽ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự, hoặc là đứa trẻ nó ăn không đủ thì nó sẽ gây suy dưỡng, hoặc là nó ăn thừa nhiều quá thì nó sẽ bị béo phì. Đó là cái thứ hai. Đó là ảnh hưởng nặng nề của khí hậu, biến đổi khí hậu toàn cầu. Hạn hán rồi bão lụt, lũ quét. Năm vừa rồi là các em thấy là có rất nhiều vùng ở trên đất nước ảnh hưởng của lũ lụt rồi lũ quét. Thì có rất là nhiều gia đình bị mất nhà, mất cửa. Và như vậy thì con cái họ về cái điều kiện học hành hay điều kiện sinh hoạt, ăn uống, nó cũng sẽ không thể đảm bảo được. Cái thứ tư đó là việc tăng dân số, cũng là một cái áp lực cho vấn đề phát triển nói chung và kinh tế xã hội nói riêng. Năm 2020 thì dân số nó khoảng 100 triệu người, thì mà phụ thuộc vào cũng như là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, thì nó rất là cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và các em biết rồi, thì những cái vùng mà sâu vùng xa thì tiếp cận các cái lương thực thực phẩm cũng như các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cũng rất là khó. Vừa rồi ở Nghi Tương Hóa có nhận bệnh nhân mà suy bé thì nó ở vùng Phước Sơn, nếu tôi nhớ không nhầm thì là Phước Sơn, và nó ở cái vùng núi ấy, vùng trên cao ấy. Thì mẹ nói rằng là để mà đi từ nhà nó mà đến xuống chợ ấy là phải đi một ngày đường, và họ thường là một tuần họ mới đi chợ một lần. Mà một tuần họ đi chợ một lần như vậy thì họ làm cái gì? Họ chủ yếu là bán các cái nông sản của họ. Thế thì để họ mua gạo và đồ đó. Nhưng mà họ thực sự là cái việc mà họ có thể tận dụng được các vật nuôi cây trồng ở tại gia đình để mà cung cấp cho đứa trẻ thì không. Họ không có biết cách nuôi cái con gì để mà cho đứa trẻ ăn. Họ nuôi chủ yếu là để họ bán, họ lấy tiền để họ mua lại cái khác. Thế là một cái. Thứ hai nữa là đông con, cái nhà đấy cũng phải là đến 6-7 đứa con, mà mẹ thì rất là trẻ, thì con cái thì chủ yếu là tự lo cho nhau thôi, còn bố mẹ thì còn phải đi kiếm sống nữa, còn phải đi làm nương làm rẫy. Thế cho nên là cũng không có thời gian để chăm sóc. Đấy, cô nói ở trong cái top của các nước đang phát triển, top đầu của các nước đang phát triển, cho Việt Nam giảm xuống. Thì một cái yếu tố xã hội nữa mà cũng cần phải cập nhật ở đây, đó là tình hình Covid. Các em thấy rồi, tình hình Covid ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của rất là nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Thì khi các em thấy là các em chắc là đều trải qua những cái giai đoạn mà
mà bị cách ly rồi đúng không? Thế thì khi các em thấy rồi cách ly thì tất cả mọi cái hoạt động về buôn bán rồi làm việc các thứ là đều bị ảnh hưởng hết. Thì chính vì cái chuyện mà cách ly như vậy, cái chuyện mà sợ ảnh hưởng của dịch Covid như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của mỗi gia đình. Thì các thu nhập của các gia đình, đặc biệt là những gia đình họ làm công nhân hoặc là gia đình buôn bán nhỏ chẳng hạn, thì bị ảnh hưởng rất là nhiều do cái dịch này đó. Thì khi gia đình, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng thì đương nhiên là con cái họ về cái điều kiện mà ăn uống sinh hoạt từ các cái bồi dưỡng chẳng hạn thì cũng khó khăn. Ngoài ra thì một số địa phương có cái trình độ văn hóa và họ không tiếp cận được các cái kênh thông tin về y tế, để cho nên là họ bị thiếu cái kiến thức. Rồi một số cái địa phương thì vẫn còn các cái tập quán lạc hậu về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ, ví dụ như là kiêng ăn kiêng bú, rồi ăn cháo muối, rồi bị sởi thì kiêng nước, rồi kiêng tắm, rồi kiêng ăn, rồi cúng bái để điều trị chẳng hạn. Cúng bái các em đừng nghĩ là bây giờ mình không có, vẫn có, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà nó bị bệnh mà bệnh kéo dài, ví dụ như tiêu chảy kéo dài chẳng hạn, nhiều khi là cũng đi đến ông thầy nào đó rồi lấy một cái ít cái thuốc gì đó về cho đứa trẻ uống, có khi còn làm nặng hơn tình trạng tiêu chảy của nó. Hay là những cái trường hợp mà nó bệnh nôn kéo dài chẳng hạn, rồi họ cũng đi cúng bái, họ cũng đi xem thầy xem bà để mà chữa trị cho đứa trẻ. Thì tất nhiên là có bệnh thì vái tứ phương, mình cũng không thể mình phê phán quá mức về những cái gọi là tín ngưỡng hay là những cái sự cầu mong này khác của họ trong cái việc mà chữa khỏi bệnh cho con họ. Nhưng mà đôi khi á, những cái việc đó nó thái quá thì nó ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ. Rồi cái yếu tố nguy cơ nữa đó là yếu tố về y tế. Thì cái này nó vừa là nguyên nhân mà vừa là yếu tố nguy cơ. Ví dụ như là nhiễm trùng tái diễn và kéo dài thì nó là yếu tố nguy cơ làm cho đứa trẻ nó dễ bị suy dưỡng. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân có nghĩa là từ cái yếu tố đó nó làm gây nên suy dưỡng. Và nguy cơ là gì? Nguy cơ là nó sẽ làm cho đứa trẻ dễ bị suy dưỡng. Đó, ví dụ. Trẻ đẻ non nhẹ cân khi sinh chẳng hạn. Thì nếu như mà đứa trẻ này nó được bố mẹ nó được tư vấn ngay từ đầu và được chăm sóc dinh dưỡng ngay từ đầu một cách tốt, đúng cách, bị suy dưỡng. Thì vì vậy người ta gọi là yếu tố nguy cơ là như vậy. Thì đứa trẻ bị như này nó đều bị suy dưỡng. Mà nếu như cái này kèm theo với lại một cái dinh dưỡng không đúng cách thì nó ở Việt Nam thì dinh dưỡng rất là phức tạp, nó có thể kết hợp nhiều thứ từ ăn uống đến chăm sóc và gốc rễ là sự nghèo đói. Tóm lại thì nguyên nhân suy dưỡng của cha mẹ và người nuôi dưỡng trẻ, thứ hai nữa là chế độ ăn của đứa trẻ không đủ về số lượng và không đảm bảo, ba là chế độ chăm sóc bà mẹ trẻ em và mà điều trị bệnh chưa tốt. Sự khi mà và khi một đứa trẻ mà bị suy dưỡng thì như hồi nãy tôi nói là có rất là nhiều cái hệ quả sinh lý bệnh của suy dưỡng protein năng lượng. Thì khi mà cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng thì cơ thể nó sẽ có để điều chỉnh như thế này, như sau. Thứ nhất đó là tăng huy động những chất dinh dưỡng từ các nơi dự trữ như cơ bắp, tổ chức mỡ, gan. Sao mà giải thích vì sao mà những đứa trẻ mà sinh ra rất là to, ví dụ như đứa trẻ có thể là 3,8 kg, 4 kg, 4,2 kg chẳng hạn, thế không đủ cách thì đứa trẻ nó sẽ sụt cân.
thì là nếu như mình không cung cấp dinh dưỡng mà cho nó thì nó sẽ, mình gọi nôm na nó là nó ăn cơ thể nó, là nó các cái cơ bắp, các tổ chức mỡ ở cơ thể nó sẽ tiêu hao năng lượng để phục vụ cho cái hoạt động sống của cơ thể. Trong khi đấy thì mình không được bổ sung thêm để bù vào cái mất đi, thì nó sẽ càng ngày nó càng teo đi thôi. Không phải là đứa trẻ mà sinh ra 4 kg là có nghĩa là nó không bị năng lượng, nó bị suy dưỡng đâu. Nó không, thường là những cái đứa trẻ đấy năng lượng dự trữ của nó cao, mà nó sẽ không có cái đôi khi bà mẹ cứ hay nói là con khóc thì mẹ mới cho bú, nhưng đứa trẻ, những đứa trẻ ít khi nó khóc lắm, có nhiều khi nó cứ ngủ mãi. Và nếu như mà mình không có đánh thức nó dậy để mà mình cho nó ăn, cho nó bú, thì nó sẽ tự tiêu hao cơ thể nó, tự hấp thu qua đường tiêu hóa. Đó là tăng sự hấp thu. Nếu như trong cái giai đoạn mà cái cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, như sau một cái tình trạng ốm đau chẳng hạn, mà nếu chúng ta biết cách để chúng ta bù lại, thì cái sự phát triển về thể chất của đứa trẻ nó sẽ rất là tốt nhờ vào cái sự tăng hấp thu qua đường tiêu hóa này. Thứ ba nữa là giảm thoái biến và giảm đào thải. Đấy là 4 cái cơ chế điều chỉnh cơ thể mình bị thiếu chất dinh dưỡng, là nó đủ chất dinh dưỡng cho cái sự các cái hoạt động sống của cơ thể. Nếu như mà thiếu ít ấy, thì là cơ thể nó bù được và đứa trẻ nó vẫn phát triển. Nhưng mà thiếu, chức năng sinh được duy trì, tức là chưa có các cái triệu chứng về suy dưỡng, cái cơ thể mình nó giống như nó có nhiều cái ngăn tủ ấy, thì nếu như mà nó thiếu ít thì nó chỉ mới mất ở phía ngoài, ở cái ngăn ngoại bào thôi, nhưng mà do sự điều chỉnh của cơ thể mình á, thì cái ngăn ngoại bào nó vẫn còn đảm bảo được, thì nó không có cái triệu chứng xảy ra. Nhưng mà khi mà thiếu trung bình là bắt đầu có sự biến đổi rồi. Thứ nhất là các cái, những cái chất mà có cái thời gian bán hủy ngắn á, thì sẽ bị biến đổi xuống nhất. Và các cái protein đó là những cái protein mà nó gắn với lại các cái chất dinh dưỡng của mình để đưa các cái chất dinh dưỡng đó đi nuôi cơ thể. Ví dụ như là cái protein mang albumin, tức là gray albumin này. Hay là protein mà giúp hấp thu sắt chẳng hạn. Đó. Cho nên khi đứa trẻ bị suy dưỡng thì ở mức trung bình nó có cái chuyện. Nghe lại được chưa em? Được. Cô hồi nãy là nó cũng bị sơ, nhưng mà giờ nó bị nhiều hơn, chứ nó cũng không nghe rõ về này. Sao đấy? Chắc không phải do tai nghe đâu cô, chắc do mấy do đường truyền của nó. Chắc do đường truyền thôi. Thôi thì mình cố gắng nghe được chừng nào thì hai chừng đấy, còn cô sẽ gửi lại bài cho các em. Chỉ được ở mức bình thường nên là các cái triệu chứng lâm sàng chưa rõ, nhưng mà đứa trẻ nó đã bắt đầu sụt cân. Thì khi mà sụt cân nhiều thì đây là hai cái giai đoạn này, suy dưỡng nhẹ và suy dưỡng vừa. Ngay lúc này mà chúng ta tác động thì đứa trẻ dễ phục hồi hơn và nó không để lại các cái di chứng nhiều. Tuy nhiên đến cái giai đoạn nếu như nó bị thiếu suy dưỡng nặng thì các thành phần hóa học của máu đã bị biến đổi rất là nhiều. Các chức năng sinh lý của các cơ quan bị rối loạn, bắt đầu có triệu chứng lâm sàng và cân nặng bị sụt nhiều, hoặc là có thể do phù mà ít sụt, ví dụ như là trong trường hợp mà bị qua siêu co chẳng hạn, thì cái cân nặng nó sẽ không sụt nhiều, nhưng mà các cái thành phần
máu cũng giống như là các cái chức năng của các cơ quan bắt đầu rối loạn, ví dụ như chức năng gan, chức năng thận, rồi là chức năng đông máu chẳng hạn. Đó, thì bắt đầu có. Các cái chức năng của các cơ quan khi mà bị suy dưỡng. Đối với tim thì các cơ tim nó sẽ nhão ra, yếu hơn bình thường. Nên là cái mà cung cấp cái cung lượng tim á, nó sẽ giảm đi. Cái lượng cung cấp máu trong một cái thời gian tâm thu nó sẽ giảm đi. Và nó gây hạ và cái phổi tim thì tái lại. Cho nên là đối với các đứa trẻ mà bị suy dưỡng nặng thì chúng ta rất là hạn chế việc truyền dịch. Ngay cả đối với đứa trẻ mà bị suy dưỡng, mà bị tiêu chảy nặng chẳng hạn, thì cái việc truyền dịch này chúng ta cũng phải rất thận trọng, vì nếu không thì cái nó sẽ bị quá tải tim. Và một cái lưu ý đối với những trường hợp mà suy dưỡng nặng và cái tim nhỏ như vậy, thì khi mà chúng ta thay đổi tư thế của bệnh nhân đó, nó rất là dễ bị ngưng tim. Vì vậy cho nên đối với những đứa trẻ này thì chúng ta tránh cái việc mà thay đổi tư thế đột ngột. Ví dụ như là chúng ta đứa trẻ đang độc tử ở trẻ suy dưỡng nặng. Thứ hai là chức năng thận. Thì sẽ bị thì đứa trẻ nó rất là mệt. Các em thấy là nếu mà em nào đã đi tiêu hóa rồi thì các em thấy là những đứa trẻ mà bị tiêu chảy mà bị mất kali á, thì nó nằm rất là mệt, nó bị trướng bụng và nó các cái cơ của nó rất là yếu và nó nằm mệt mỏi lắm, ăn uống nó cũng kém nữa. Cái chức năng cơ quan thứ ba đó là hô hấp, thì hô hấp kém, các chỉ số thông khí đều giảm. Thì các cái cơ hô hấp thì hô hấp kém, cho nên là cái việc mà giãn nở phổi để mà nhận các cái khí oxy thì nó cũng kém hơn so với lại một đứa trẻ bình thường. Cái cơ quan bị biến đổi nhiều nhất đó là cơ quan tiêu hóa và các cái tuyến tiêu hóa như là tuyến tụy. Thứ nhất là giảm bài tiết dịch vị dẫn đến tăng sinh các vi khuẩn đường tiêu hóa. Một cái cơ quan mà giúp cho ngăn cản việc vi trùng xâm nhập vào cơ thể mình đó chính là dạ dày, dịch vị dạ dày. Dịch dạ dày thì nó sẽ là một cái gọi là cái hàng rào đầu tiên để ngăn cản vi khuẩn vào trong cơ thể mình. Mà nếu như mà cái này cái dịch tiết axit nó giảm xuống thì nó sẽ tăng lên được trùng hơn và tăng trùng đường tiêu hóa. Sự bất thường trong quá trình tiết túi mật và dẫn đến kém hấp thu và tiêu chảy. Hai nữa là thành ruột bị mỏng, nhất là trong các trường hợp bị suy dưỡng do qua siêu co thì nó thiếu chất đạm. Sẽ làm cho cái việc mà tiêu hóa các cái chất nó sẽ giảm xuống và nó gây ra tình trạng kém hấp thu. Thì cái tình trạng kém hấp thu này các em có thể gặp trong những trường hợp mà tiêu chảy kéo dài á, khi các em đi lâm sàng các em sẽ thấy là đứa trẻ nó không hấp thu được thì cái thức ăn đấy nó sẽ bị tiêu hóa theo một con đường kỵ khí. Đồng thời ngay cả bản thân cái thức ăn đấy nó cũng đi theo phân, nó cũng rút nước ra, nó làm tăng cái tỷ lệ tiêu chảy nhiều hơn. Rồi các tế bào hấp thu ở ruột bị tổn thương, dẫn đến là kém hấp thu các chất dinh dưỡng, thiếu hụt men lactase. Cái khả năng tiêu hóa giảm thì nó dẫn đến hai cái hệ lụy. Thứ nhất đó là kém hấp thu các chất, nó sẽ gây ra thừa các cái chất dinh dưỡng ở trong đường ruột và nó sẽ dẫn đến là tiêu chảy kéo dài. Cái thứ hai nữa là kém hấp thu các chất thì các chất nó vào trong cơ thể mình là nó sẽ gì, nó sẽ ít đi, thì nó sẽ là giảm các cái thành phần trong cơ thể, các thành phần chất dinh dưỡng ở trong cơ thể. Đồng thời thì thiếu các cái men. Thank you.
miễn dịch. Vậy mà suy dưỡng thì sẽ làm cho cái tuyến ức bị teo, giảm cái đồng thời giảm các cái protein, cho nên là các cái globulin của cái miễn dịch nó cũng giảm xuống, dẫn đến là giảm các cái immunoglobulin, tức là các globulin miễn dịch, là các cái kháng thể mà tự miễn đó, thì nó cũng làm giảm xuống và đứa trẻ nó dễ bị mắc các cái nhiễm trùng. Chức năng của bạch cầu đa nhân cũng giảm này, rồi bổ thể cũng bị tổn thương này, các lysozim cũng bị tổn thương. Thì tất cả những cái này làm cho đứa trẻ nó dễ bị nhiễm trùng hơn. Rồi hệ thống nội tiết giảm thì các cái hormone thì nó đều xuất phát từ các cái protein, cho nên là việc mà giảm các cái chậm về cái tăng trưởng về chiều cao, rồi tăng và ảnh hưởng đến phát rồi hormone sinh dục, và làm cho đứa trẻ nó chậm phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, và cả cái sự phát triển về sinh dục nữa. Đối với não thì các em biết là cái trong những năm đầu đời, trong 24 tháng đầu đời, đó là những giai đoạn vàng của phát triển trí não, từ những cái tế bào não rất là ít ở cái giai đoạn mới sinh, cũng như là các cái synapse thần kinh, những cái mối nối thần kinh đó, nó rất là ít ở giai đoạn mới sinh, thì nó phát triển rất là nhanh chóng ở trong 6 tháng đầu, và đặc biệt là trong 24 tháng đầu thì nó phát triển rất là nhanh. Thì nếu như mà suy dưỡng ở giai đoạn sớm này thì cái việc mà phát triển của các tế bào thần kinh nó giảm xuống, cũng như là các cái mối nối thần kinh, các cái sự liên kết của các dây thần kinh nó giảm xuống, thì cái việc mà phát triển về trí thông minh của đứa trẻ nó cũng bị ảnh hưởng. Não bộ thì ngừng phát triển này, rồi não nhỏ, rồi là các cái não thất đó. Thì suy dưỡng và càng sớm thì càng ảnh hưởng nặng nề đến cái tổ chức não, và đứa trẻ càng dễ bị sau về sau này nó sẽ học kém, phát triển trí thông minh kém. Để mà đánh giá các tình trạng suy dưỡng trẻ thì có rất là nhiều phương pháp mà đánh giá, thì chúng ta phải có các chỉ số. Thì các cái chỉ số đó, thứ nhất là trọng lượng cơ thể này, thứ hai là chiều cao này, thứ ba là vòng cánh tay này, rồi nếp xếp da này, rồi cả đánh giá ngang ngoại bào, rồi tính tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao, cân nặng vân vân. Thì có rất là nhiều cái biểu đồ tăng trưởng, nhiều dạng biểu đồ, đây là gọi là biểu đồ dạng bảng. Đó. Cái này là của Tổ chức Y tế Thế giới. Anh đa phần thì các em sẽ thấy là đây là mức phát triển trung bình này, 10% cân nặng trên và dưới 10% cân nặng, đây là trên 20% cân nặng, 30% cân nặng, thì đây là mức trung bình. 10% thì nó chỉ là nhẹ cân thôi, dưới 20% thì nó là suy dưỡng độ 1. Ai? Chiều dài nằm hoặc là chiều cao đứng theo tuổi của đứa trẻ, thì chúng ta sẽ ở cái cột ở dưới này là tuổi theo tháng, và đây là cái chiều cao hay chiều dài. Thì cái màu xanh này, cái ô màu xanh này đó là cân nặng, quên, chiều cao bình thường. Sang cái ô màu hồng này tức là suy dưỡng độ 1, cái này là suy dưỡng độ 2. Còn ở phía trên này thì nó là rất là tốt rồi, họ không có tính về tăng quá mức của chiều cao.
dạ biểu đồ BMI. Phân loại dinh dưỡng thì theo lớp mỡ dưới da, thì căn cứ vào cái sự mất của lớp mỡ dưới da bụng và mặt mông. Thì cái lớp mỡ dưới da này các em đặc biệt chú ý ở trong những cái đứa trẻ mà bị suy dưỡng nặng á, thì nó sẽ gọi là có cái dấu gọi là dấu quần rộng. Thì nó ở mặt sau của đùi hoặc ở phía sau mông và mặt trong của đùi á, thì cái da ở cái vùng đó nó xếp lại y như là mình mặc một cái quần rộng đó. Người ta gọi là dấu quần rộng, thì thường là hay gặp ở trong cái thể suy dưỡng nặng, thể mắt rắp mút, thì nó sẽ có cái dấu này. Thứ hai là vòng cánh tay. Vòng cánh tay thì người ta nhận thấy là từ 1 đến 5 tuổi thì cái chỉ số vòng cánh tay này nó không thay đổi, và người ta áp dụng để mà đo vòng cánh tay này đối với trẻ từ 1 đến 5 tuổi để đánh giá suy dưỡng. Và thứ ba nữa là dựa theo cân nặng theo tuổi. Hai cái dạng phân loại, thứ nhất là theo Wellcome 5.9 là cân nặng theo tuổi có phụ hay không phụ. Thì nếu như mà cân nặng theo tuổi là đạt 60-80% có với phụ thì nó là thể qua siêu cò hay là thể suy dưỡng thể phù. Còn nếu như mà nó không phù 60-80% nhưng mà không phù thì là nó là suy dưỡng nhẹ hoặc là trung bình. Nếu như dưới 60% mà có phù thì đây là một thể phối hợp, vừa là marasmus vừa là qua siêu cò. Còn nếu như mà nó không phù thì nó chỉ là một cái suy dưỡng thể teo đét hay là thể marasmus đơn thuần. Hay là phân loại theo Waterlow, thì cái này nó phân loại theo cân nặng theo chiều cao và chiều cao theo tuổi. Trên 80% và cân nặng theo tuổi trên 90% thì đứa trẻ này hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu như cân nặng theo chiều cao trên 80% nhưng mà chiều cao dưới 90% thì đứa này có là suy dưỡng mạng, tức là nó bị đứa trẻ này nó bị suy dưỡng ở dưới 3 tuổi, ở cái chiều cao ở tuổi trưởng thành của nó bị ảnh hưởng rất nhiều đây. Nếu như mà chiều cao mà 90 tuổi cả hai cái thể này thì nó đều ảnh hưởng đến chiều cao ở cái tuổi trưởng thành. Ở thể này á, là cân nặng theo chiều cao dưới 80% và chiều cao theo tuổi dưới 90%, nó là thể mạng tiến triển, tức là nó vừa gầy mòn vừa gầy cọc. Thì ở đối với cái thể này thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề gầy mòn trước. Đó. Nếu như chúng ta giải quyết cái vấn đề gầy mòn thì chúng ta cần phải theo dõi cái cân nặng theo chiều cao. Khi mà đấy các cái triệu chứng lâm sàng thì như hồi nãy nói rồi, giai đoạn mà suy dưỡng nhẹ và suy dưỡng vừa thì các cái triệu chứng lâm sàng thì nó rất là nghèo nàn, như là không có triệu chứng gì hết. Chúng ta chỉ phát hiện dựa vào cái chiều cao và cân nặng của đứa trẻ để chúng ta còn nếu mà mình phát hiện sớm muốn mình phục hồi thì đứa trẻ phục hồi rất là nhanh. Nhưng nếu như mà không phát hiện sớm giai đoạn này mà để cho đứa trẻ tiếp tục mà bị suy dưỡng thì nó sẽ thành ra thể nặng. Nó sẽ có hai cái thể nặng. Thể nặng thứ nhất là thể teo đét, như hồi nãy tôi nói là thể marasmus. Thể thứ hai là thể phù, thể quasico và cái thể phối hợp. Ngoài ra thì còn một cái thể nữa, đó là thể suy dưỡng bào thai. Và tất cả những đứa trẻ mà đủ tháng, cân nặng dưới 2.500 gram gọi là suy dưỡng bào thai. Đấy là cái thể suy dưỡng sớm nhất. Hình ảnh này các em nhìn thấy là một đứa trẻ suy dưỡng, đây là suy dưỡng thể marasmus đây. Đây này, các em thấy là mặt trong này và ở phía sau mông của đứa trẻ này, cái da nó xếp ly lại, xếp nếp lại, không biết trên các em nhìn hình có thấy rõ không? Đây này, nó tương đương, nó gần giống như cái hình ảnh ở bên này này, ở vùng vai này hay là vùng bụng này, da nó xếp ly lại.
là khi suy dưỡng thượng lá đất mất. Em thấy là hình ảnh của xương 545 đây. Đây là suy dưỡng thể phù. Thì các em thấy này, đứa trẻ nó phù, phù căng bóng hết. Và các em nhìn thấy các cái mảng sắc tố này. Cái này nó có thể là các cái mảng trợt da. Và khi các em ấn ở mặt trước, chung chày hoặc là mu bàn chân thì các em sẽ thấy là có dấu ấn lõm. Đây là thể phối hợp. Thì các em thấy này, đứa trẻ này vẫn có phù này. Nó vẫn dương xương ra đây. Nó vẫn có phù, phù mu bàn tay này, phù mu chân này, mặt trước xương chày này, phù ở mí mắt này. Nhưng mà ngực thì toàn là xương sườn không. Đây đứa trẻ này cũng vậy. Nó có phù này, phù ở mu chân này. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy thiếu máu nhược sắc thể hiện ở cầu này, hemoglobin giảm này, HCT giảm này, rồi là ferritin cũng giảm, albumin, protein máu cũng giảm. Thiếu cái này là thiếu các yếu tố tạo máu, đồng thời thiếu các vitamin nữa này, ví dụ như vitamin B12 rồi acid folic. Thứ hai nữa là thiếu đạm. Trong suy dưỡng thể mà qua chịu ăn, nhưng mà máu giảm ít hơn mặc dù nó vẫn giảm. Miễn dịch immunoglobulin á, tức là globulin miễn dịch, thì các em sẽ thấy rằng các cái chỉ số globulin immunoglobulin miễn dịch nó đều giảm hết. Tầm IgG nó giảm rất là nhiều. IgG giảm nhiều nên đứa trẻ nó sẽ bị mắc nhiễm trùng. Chưa có, tức là thể thiếu về protein máu á, thì cái thể này thì cái các cái chỉ số miễn dịch này nó giảm nhiều hơn. Nó có thể là rối loạn về về cái bi lăng lipid, lipid cholesterol, triglycerides. Rồi xét nghiệm về nội tiết, áp hay là cortisol hay là cái đường máu chẳng hạn, thì nó cũng giảm, có thể nó giảm cả insulin nữa. Rồi rối loạn nước điện giải thì đặc biệt là nó sẽ giảm natri và kali. Nhất là trong cái thể phù thì là chúng ta sẽ thấy là số lượng nước điện giải nhiều hơn, hoặc là nếu mà đứa trẻ nó có bị tiêu chảy kèm theo hoặc là suy thận kèm theo thì nó sẽ bị rối loạn cái này nhiều hơn. Ure creatinine điệu giảm do là cái tình trạng pha loãng máu. Dinh dưỡng protein năng lượng thì các em biết rồi, các biểu hiện sớm nhất đó là chậm phát triển về cân nặng rồi chiều cao. Suy dưỡng sớm thì nó chậm phát triển về cân nặng, càng ngày nếu như mà tình trạng suy dưỡng không được cải thiện thì nó sẽ chậm phát triển cả về chiều cao. Thế rồi khi mà suy dưỡng càng ngày càng nặng hơn nữa, dẫn đến suy dưỡng nặng thì bắt đầu các ngon ngăn ngoại bào thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và đứa trẻ sẽ tử vong trong cái tình trạng suy kiệt và nhiễm trùng. Những cái biến chứng thường gặp nhất đối với cả suy dưỡng nặng đó là hạ thất nhiệt. Thứ hai nữa là hạ được máu. Thứ ba là trụy tim mạch. Đó, cho nên á, là chúng ta đối với cả những đứa trẻ mà suy dưỡng nặng này thì chúng ta cần phải chú ý trong cái vấn đề chăm sóc theo dõi. Để phòng bệnh thì cái này là mục tiêu năm 2020 rồi. Cập nhật cái mới mà tôi chưa thấy. Đứa trẻ 5 tuổi là tăng từ 1,5 đến 2 cm cho cả trẻ nam và trẻ nữ. Chiều cao ở thanh niên thì tăng từ 1 cm đến 1,5 cm. Thì các em thấy này, hiện nay thì cái con số này là đối với trẻ nam là 164,4 và đối với trẻ nữ là 153,4. So với lại các cái cầu thủ bóng đá hay là các cái thiếu nữ chân dài thì cái con số này thì còn quá là khiêm tốn, đúng không? Đó, đây là cái chỉ số mà dân Việt Nam mình phấn đấu để đạt được mà vẫn chưa đạt được đâu.
dưới 5% ở nông thôn và dưới 10% ở các thành phố lớn. Ở Đà Nẵng thì mức năm 2020 là tỷ lệ trẻ có mức mới sinh thì có trọng lượng dưới 2,5 kg là dưới 2,5%, trẻ dưới 5 tuổi bị suy dưỡng là dưới 6,5% và tỷ lệ béo phì là dưới 3,5%. Chiều cao trung bình của thanh niên Đà Nẵng là đạt là 1m65. Phòng sống suy dưỡng ở cộng đồng, một cái nội dung trong chăm sóc sức khỏe ban đầu thì nó bao gồm các cái nội dung là đầu tiên là giáo dục sức khỏe, giúp cho bà mẹ người nuôi dưỡng trẻ có một cái kiến thức đúng về chăm sóc sức khỏe cho đứa trẻ bằng cách bằng các dinh dưỡng cũng như là chăm sóc rồi cải thiện điều kiện ăn uống sạch, bảo vệ sức khỏe. Số cái tình trạng mà tai biến khi tiêm phòng ở trẻ dẫn đến là có rất là nhiều bà mẹ sợ tiêm phòng cho đứa trẻ, và bây giờ cái tỷ lệ mà tiêm phòng cho trẻ ở trong năm đầu tiên á đang giảm rất là nhiều, và các em cũng là một trong những cái những người mà góp phần trong cái việc mà tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng này cho gia đình, cho bạn bè đó, và chính bản thân mình. Tiêm chủng là phòng cho đứa trẻ rất là nhiều thứ, nó phòng các cái bệnh mà gọi là bệnh lây thường gặp rồi, nhưng mà khi mà phòng được các cái bệnh lây đó thì cũng giúp cho cái đứa trẻ nó ít mắc bệnh hơn. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng con mình á, là cái khả năng mà tiếp xúc với lại cái các cái nguồn lây là khó tiếp xúc này, rồi mình có điều kiện về chăm sóc dinh dưỡng cho đứa trẻ không bị suy dưỡng cho nên nó ít mắc bệnh này, nhưng mà đôi khi á, nó chính là cái nguồn lây cho cộng đồng, và cái đấy là rất là nguy hiểm. Vì vậy cho việc tiêm chủng gọi là tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng cần phải đẩy mạnh. Về phòng chống bệnh dịch lưu hành ở địa phương thì các cái bệnh dịch lưu hành ở địa phương, ví dụ như là các cái bệnh lý ở trong chương trình tiêm chủng mở rộng này, rồi các bệnh như sốt xuất huyết, rồi bệnh tay chân miệng, và đặc biệt hiện tại bây giờ thì đó là COVID, thì những cái này là mình cũng phải phòng chống. Rồi chữa bệnh, chăm sóc vết thương để cho tránh cho cái tình trạng mà cái bệnh lý đấy nó nặng. Rồi cung cấp các thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe và cùng cái mạng lưới y tế cơ sở. Đối với ngành nhi thì cái mục tiêu cái chương trình đó là chương trình GOBFFF, đó là thứ nhất là về theo dõi sự phát triển cân nặng của trẻ cần phải theo dõi cân nặng phát triển về cân nặng tháng, đặc biệt nếu theo dõi trong hàng tuần, thậm chí là 2 tuần một lần, sớm thấy cái tình trạng suy dưỡng để phục hồi sớm. Thứ hai nữa là phục hồi mất nước do tiêu chảy bằng các cái dung dịch phục hồi bằng đường uống. Thứ ba là bố mẹ, giờ tỷ lệ bố mẹ cũng đang có xu hướng giảm xuống bởi vì có cái sự mà cái sữa công thức có rất là nhiều trên thị trường, vì là bà mẹ suy nghĩ nhiều về cái vấn đề mà làm sao cho đẹp hơn, rồi mặc các cái đồ mốt hơn khi sau khi sinh, cho nên là cái tỷ lệ bố mẹ cũng đang giảm xuống. Rồi là cái tuyên truyền về cái nuôi con bằng sữa mẹ cũng đang có xu hướng giảm, chính vì vậy cho nên là tỷ lệ bố mẹ cũng không được tốt, do đứa trẻ nó không được cung cấp sữa mẹ, không được cung cấp các kháng thể từ sữa mẹ. Đó. Kế hoạch gia đình này chúng ta cần phải lưu tâm đến các cái đối tượng mà ở các cái vùng mà có cái tỷ lệ suy dưỡng cao, ví dụ như nông thôn, ví dụ như là một vùng núi, thì cái tỷ lệ mà kế hoạch gia đình, cái việc mà thực hiện kế hoạch gia đình này cần phải chú trọng, bởi vì họ không có điều kiện thì họ lại sinh nhiều hơn, họ không có
mà vui vẻ gọi là gì, giải trí khác, thì là họ chủ yếu là ở trong gia đình thôi, thì họ sinh nhiều hơn. Nhưng mà cái khả năng mà chu cấp cho các đứa trẻ thì nó không tốt, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là phát triển về thể chất và tinh thần của đứa trẻ đầy đủ. Đây là những cái vùng mà bị thiếu hụt về lương thực chẳng hạn, thì cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ để mà cung cấp các cái thực phẩm cho đứa trẻ, và đặc biệt chương trình giáo dục sức khỏe cho bà mẹ. Đó. Đó. Có cái một cái chương trình cũng nằm ở trong cái chương trình phòng chống suy dưỡng, đó là xử lý lồng ghép trẻ bệnh. Thì cái chương trình này các em biết dưới cái tên là IMCR. Chương trình này sẽ, các em thấy là trong cái tờ mà khám IMCR của các em đó, sẽ có cái phần mà đánh giá dinh dưỡng và đánh giá về cân nặng chiều cao của đứa trẻ, và đồng thời là đánh giá dinh dưỡng và đưa ra các cái lời khuyên dinh dưỡng hợp lý. Đó, thì cái này cũng giúp cho bà mẹ rất nhiều. Và cái này được thực hiện một cách ở tất cả các cơ sở y tế khi đứa trẻ đến khám. Cả cái tỷ lệ mà suy dưỡng của trẻ sơ sinh ở thể nhẹ cân á, thì chúng ta phải chăm sóc cho bà mẹ mang thai, chăm sóc cho bà mẹ mang thai tốt, và bà mẹ được khám tư vấn về thai ít nhất là 3 lần trong một thai kỳ, và được và tư vấn về cái chăm sóc trẻ ngay sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ. Rồi về điều trị suy dưỡng bào thai, thì đối với suy dưỡng bào thai thì cũng canxi dẫn đến là ngưng thở. Thì việc điều trị bằng cách là cho ăn sớm, giữ ấm thân nhiệt và đặt thân nhiệt, và cho bú sữa non. Suy dưỡng nhẹ và trung bình, cái này điều trị ở cộng đồng, ở các cái phòng tư vấn dinh dưỡng, và tư vấn một chế độ dinh dưỡng phù hợp với tuổi. Còn điều trị suy dưỡng nặng thì đương nhiên phải điều trị ở bệnh viện, và phải coi như là một cấp cứu, bệnh cấp cứu, và phải được xử lý sớm và kịp thời. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà suy dưỡng nặng thì các chức năng cơ quan nó đã suy rồi, thì các chức năng cơ quan suy thì nó giống như là một cái tình trạng mà suy, gọi là gì, nhiễm trùng nặng chẳng hạn, thì cũng là suy chức năng cơ quan, thì nó cũng cần phải là một cái cấp cứu, nếu không thì đứa trẻ có thể đột tử. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài suy dưỡng protein năng lượng. Em có không? Bây giờ là 3:21, ta nghỉ một xí hề, xong rồi là nghỉ, em nghỉ đến 3:30 đi, rồi chúng ta sẽ vào cho